Sáng ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Hữu Tính, sinh năm 1987, diễn viên hài, và Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1990, làm nghề chỉnh nhạc DJ, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Trọng Trúc, phó chánh án Tòa án Nhân dân quận 8. Theo cáo trạng, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2022, công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8, phát hiện Hữu Tính, Hoàng Phi cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Kiểm tra phòng, công an thu giữ nhiều viên nén là ma túy. Qua xét nghiệm, Hữu Tính và hai người khác dương tính chất ma túy. Qua điều tra xác định, Hữu Tính cho Hoàng Phi ở chung và chia tiền thuê căn hộ. Tháng 5 năm 2022, Hoàng Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và được một người đàn ông tên là Andy đưa ma túy cho sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư nên đem về cất tại phòng. Đêm ngày 10 tháng 6, Hữu Tính cùng bạn đi ăn nhậu ở quận 1 rồi quay trở về căn hộ chung cư. Tại đây, Hữu Tính và bạn lấy ma túy ra sử dụng. Sáng hôm sau, Hoàng Phi đi làm về thấy vậy nên chỉnh nhạc tạo hưng phấn cho cả nhóm. Đến 9 giờ cùng ngày, công an kiểm tra và bắt quả tang vụ việc.